siêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta thấy trước mặt chúng ta có hai bộ phân phối, anh Thomas Nguyễn Đức Anh và chị Maria Võ Thị Yến Nhi, anh Francisco Xavier Phan Minh Tuấn và chị Katarina Trần Thị Yến Phi. Họ đưa nhau đến trước bàn thờ của Chúa để rồi nắm tay nhau nói lên lời chúc ước sống với nhau trọn đời, yêu thương và chung thủy với nhau lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc mạnh hoa cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Chúng ta nhiệm lời cầu nguyện cho họ để họ giữ trọn được cái lời kiên cực yêu thương đó, và cũng xin chúc mừng cho các gia đình của các anh chị ngày hôm nay quy tụ ở nơi đây. Xin Chúa chúc lành cho cái tình liên kết này. Chúng con thân mến, Hội Thánh chia vui và mở lòng đón tiếp các con cùng với thân quyến bạn bè trong ngày các con cùng nhau thiết lập một cuộc sống chung trọn đời. Trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, xin Chúa nhận lời các con trong ngày vui này và ban ơn bởi trời bênh vực các con, cho các con được như lòng mong ước và thực hiện mọi điều các con khẩn cầu. Vinh danh Thiên Chúa trên cao ở tầng trời. Câu 21: Phúc cho người chồng lấy được vợ hiền,
số ngày sống như được nhân đôi. Vợ đẹp đang làm vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua trong bình an. Vợ hiền là bằng may cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay làm việc nghĩa. Dù giàu hay nghèo, lòng ông vẫn khoan khoái, nét mặt ông luôn hớn hở. Duyên dáng của người vợ biết trang điểm, làm chồng vui vẻ. Tài quán xuyến của nàng cho ông no đủ. Vợ thông minh và ít nói, là quà tặng của Chúa, không gì sánh bằng người có giáo dục. Vợ thánh thiện và đoan trang, là ân huệ tuyệt vời. Người tiết hạnh thật là vô giá. Mặt trời mọc trên núi của Chúa soi sáng thế gian thế nào. Vẻ đẹp của vợ hiền cùng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy. Đó là lời Chúa. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ rời cha mẹ,
ngày gặp bao với vợ mình. Về kẻ hai chế nên một thăng xét, mong nhìn lại thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô về hội thánh. Phải mỗi người trong anh em phải yêu thương vợ mình như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Có những người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu để thử người. Họ nói, người ta có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại, các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người, con nam, con nữ. Và Ngài phán, bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân biệt. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình, để cả hai nên một. Và Thánh Matthew còn nhấn mạnh, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Cộng đoàn cùng hai đôi hôn nhân thân mến, ngày hôm nay trong cái chương trình của một lễ cưới, ta xin được gửi đến một bài tâm tình ở trong định chế mà Chúa đã thiết lập ngay từ bữa ban đầu của công trình tạo dựng. Và cái định chế đó được mô phỏng lại trong một cái tương quan rất đẹp ở trong bài đọc 2 thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, mầu nhiệm giữa Đức Kitô và hội thánh. Ngày hôm nay, chúng con đưa nhau đến bàn thờ. Tí nữa đây, chúng con sẽ nắm tay nhau. Cái sự nắm tay này như là muốn nói rằng hai chúng con từ nay sẽ là một. Chúng con đang mô phỏng lại cái hình ảnh thuộc ban đầu mà Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ. Bởi thế, người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một. Đó là một định chế, đó là một quy luật của cuộc đời. Thế nhưng hôn nhân, tình yêu, làm cách nào để tạo nên được những tổ ấm hai hương mà ngày hôm nay chúng con bắt đầu khởi động? Chắc chắn phải có những cái quy luật, phải có những cái cố gắng ở trong cuộc đời, để rồi chúng con có thể giúp nhau, cùng nhau đồng cam cộng khổ, cùng nhau thuận vợ thuận chồng, tan biển đông cổ cạn, để tạo nên được cái tình yêu, để tạo nên được cái giao ước và gìn giữ cái giao ước hôn nhân này vĩnh cửu. Xin được gửi đến một bài tâm tình để có thể như phần nào giúp cho chúng con làm những cái hành trang, làm những bài học đi vào bước khởi đầu của bước hôn nhân này một cách trọn vẹn hơn. Sau một thời gian dài, chúng con tìm hiểu nhau, rồi chúng con qua những cái lớp giáo lý,
người thanh niên lại về nói với bố mẹ mình: thưa bố, thưa mẹ, con đã biết yêu và xin bố mẹ cưới cho con. Đứa nào vậy? Thế rồi hai bên gia đình gặp nhau để rồi cùng tìm một thời gian thích hợp để ngày hôm nay họ quyết định để đưa con cái mình đến nhà thờ để làm nên lời ký ước, giao ước giữa chúng con với nhau và giao ước giữa hai gia đình trong tỉnh Thật Nhà. Làm cách nào để giữ được cái mối giao hảo của chúng con và mối giao hảo giữa hai gia đình hai bên? Hai bài đọc một và thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô cũng như bài tin mừng cho chúng ta một bài thơ ý để như là hành trang giúp cho chúng con bước vào cuộc sống. Ước mong của những người chồng sẽ là những người vợ hiền đảm đang, những người vợ hiền đảm đang. Nhưng mà những người vợ hiền đảm đang đó cần phải có những ông chồng biết tôn trọng, tin tưởng và yêu thương. Thiếu những yếu tố đó thì khó có thể có những hạnh đạt đến thật. Sách Vấn Ca nói rằng: phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống như được nhân đôi. Vợ đảm đang là vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua năm bình an. Thế thì cũng phải nghĩ ngược lại, nếu người vợ không hiền thì như thế nào? Có lẽ để cho chúng con thử tưởng tượng. Người vợ hiền là vật may cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay làm việc nghĩa, dù giàu hay nghèo, lòng ông vẫn khoan khoái, nét mặt ông luôn hớn hở. Duyên dáng của người vợ biết điểm trang làm chồng vui vẻ, tài quán xuyến của nàng cho ông no đủ. Vợ thông minh và ít nói là quà tặng của Chúa, không gì sánh bằng người có giáo dục. Vợ thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời, người tiếp hành thật là vô giá. Dường như tác giả của sách Vấn Ca mô tả một người phụ nữ thiệt là đẹp với đầy đủ những tính nết, nhưng cha nói thiệt với chúng con, giờ đây chúng con kiếm khó đấy, kiếm cho đầy đủ những nét đoan trang, hiền hậu, đảm đang, trung thực, duyên dáng ở trong cuộc đời một cô thiếu nữ khó. Nếu không có những cố gắng thì chúng con sẽ khó có thể chấp nhận. Sau một thời gian chúng con tìm hiểu nhau và giáo hội để dành một thời gian khá dài để rồi cho chúng con thấy được những yếu đuối, những khuyết điểm của người bạn đời của mình ở trong cuộc sống. Thời gian yêu, thời gian đẹp lắm, tình chỉ đẹp thời gian đó thôi, thú thật đấy. Rồi chúng con thử hỏi ông bà cha mẹ, những người có kinh nghiệm đi trước của chúng con. Có một lần đi ăn sáng ở phía gần đây thôi, có một người nói với cha: cha cứ nói đi, cha cứ nói thẳng ở trên bàn thờ đi, sau 10 năm chung sống chán nhau lắm rồi cha ơi. Vì những mặt con cái, vì những tương quan tương giao mà chúng con còn sống với nhau. Thực tế cho nên ngay từ lúc này không phải nói về vấn đề bi quan, nhưng chúng con phải có một sự chuẩn bị để chấp nhận nhau ở trong cuộc sống. Người ta nói yêu mà không có cảm thông, không có sự tha thứ thì tình yêu đó bỏ. Cho nên có lẽ một trong những lời khuyên cần thiết cho chúng con là ở trong tình yêu để xây dựng được hạnh phúc gia đình thì chắc chắn chúng con phải có sự tha thứ và sự cảm thông ở trong tình yêu. Bởi vì mỗi người là một huyền nhiệm, nhưng đồng thời mỗi người nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo cả. Chắc chắn cuộc đời của con người cũng sẽ có những lúc này lúc khác. Có tha thứ cho nhau, có cảm thông cho nhau hay không, ở trong những lúc đó, lúc thịnh vượng hay là lúc gian nan đó,
thì chỉ con mới có thể tìm kiếm được hạnh phúc đích thực. Còn sự tôn trọng của vợ chồng, cho dù có người vợ có duyên dáng, có đẹp đến đâu, thì cuộc đời cũng sẽ có những cái khuyết điểm, nó sẽ lộ ra ở trong đời sống chung. Và chúng con cần phải có sự cảm thông vợ chồng cho nhau. Người vợ sẽ cảm thông với người chồng trong những cái khiếm khuyết, trong những cái thiếu sót. Người chồng sẽ cảm thông với người vợ trong những cái yếu đuối, để rồi tìm kiếm được hạnh phúc đích thực. Bên cạnh đó, cha muốn nói với chúng con về những cái tương quan khác, tương quan gia đình, cha mẹ, ông bà, anh chị em. Ngày hôm nay dường như cái chữ hiếu của người Việt Nam đang trôi dần vào lòng dì bà. Ngày xưa người ta nói rằng cha mẹ đặt đâu con người đó. Cái sự vâng phục của người con, và cha nghĩ rằng cái sự vâng phục đó chỉ là một phần mới đáp trả lại sự công bằng cho tình nghĩa của cha mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Lớn lắm, có bao giờ chúng con ngồi lại để chúng con suy nghĩ về những công ơn ở ngày chưa? Và nếu đã có rồi thì cha nghĩ đó phải chăng là một cái hành trang cần và đủ để chúng con bước vào đời sống hôn nhân. Còn nếu chưa đủ thì hãy tiếp tục. Đã là vợ chồng với nhau thì ngày hôm nay chúng con gánh nặng không phải chỉ là một, mà chúng con có cha mẹ hai bên đáp trả như thế nào. Thái độ, cách ứng xử, lời ăn tiếng nói, sự tôn trọng với gia đình, với bố mẹ, với bà con, hàng xóm hai bên, với cô dì chú bác, cần lắm, cần lắm. Bởi vì chính những thái độ, những cách ứng xử đó, chưa nói về đời sống vật chất, nhưng chúng con sẽ đón nhận được những lời khuyên, những lời góp ý chân thành để giúp cho chúng con xây dựng hạnh phúc. Hai tập tình đó mặc dầu chưa phải là đủ đâu, nhưng có thể giúp cho chúng con một phần nào làm hành trang, làm những bài học quý báu để khởi đầu một đời sống hôn nhân, để tìm những xây dựng hạnh phúc, xây dựng tổ ấm uy tư của mình được gần như là trọn vẹn. Lời cầu chúc của cha là cái ước mong cùng với cộng đoàn ở các thánh lễ này hướng về chúng con, để rồi cầu nguyện cho chúng con, để rồi xin Chúa nguồn ân sủng Đức Kitô và Hội Thánh ở trong tình yêu. Nếu chúng con nhìn cái mẫu gương đó mà chúng con sống theo cái mẫu gương đó ở trong đời sống hôn nhân của chúng con, thì tin chắc rằng chúng con sẽ tìm kiếm được hạnh phúc đích thực. Và cha cầu chúc cho chúng con được trăm năm hạnh phúc. Amen. Giờ đây mời chúng con đứng để chúng ta cùng cử hành bí tích hôn nhân. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được chúc củng cố và một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang đồng tay ban phúc lành cho tình yêu phong phú của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Francisco Xavier, Phan Minh Tuấn và Catarina Trần Thị Yên Vi, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị nghe buồn không? Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa không. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẻ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ước thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Anh Francisco Xavier và Minh Tuấn, nhà nghiên Catarina Trần Thị Yến Vy, thành phố Hồ Bắc, đã hứa dù hợp chung thuyền với em
cái tình thương cũng như lúc em nghe khi mình khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời ạ. Em là Katarina chồng thầy Yến Vây, làm anh Francisco San, làm anh Francisco Xavier đang minh tấn làm chồng của em và hứa giữ lòng, và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc yên nghe, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin chúc tỏ lòng nhân lòng chuẩn y sư tư phần và các con của tỏ bày trước mặt thầy thánh, và xin chúc tôi đổ phúc lành của ngài trên các con. Vì vì thiên chúa đã yêu thương loài người không được thân đi. Xin chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau, làm nước chỉ tình yêu và lòng chân thủy. Em Katarina chẳng thể yên vui, xin hãy nhận chiếc nhẫn này là dấu chữ tình yêu và sự trung thủy của anh. Xin nhân cha và con và thánh thần. Anh Francisco Xavier đang minh tấn, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này là dấu chữ tình yêu và lòng trung thủy của em. Xin nhân cha và con và thánh thần. Thomas Nguyễn Đức Anh và Maria Võ Thị Yến Thị, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẻ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và hồn thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự tin thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và hồn thánh. Anh là Thomas người Đức Anh, xin nhận em Maria bỏ thời yến như đàn vợ, hứa giữ lòng trung thủy với em khi tình vượng cũng lúc gian nan, khi ông đau cũng lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời. Em là Maria Bảo Thầy Yến Nhi, làm anh Tô Ma Nguyễn Đức Anh, làm chồng của em, và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em. Xin chúc tỏ lòng nhân lòng chuẩn y sư tư quần mà các con vừa tỏ bày trước mặt hồng thánh, và xin chúc tu tổ phúc lành của ngài trên các con. Thì vì thiên chúa đã yêu thương loài người không được phân đi. Tôi đang nhận được anh, tôi đang nhận những chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nên nhân cha và con và thánh thần. Xin cộng đoàn chúng ta cùng một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai gia đình mới và xin chúc mừng cho con. Anh chị em đã thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình mới này để vợ chồng mỗi ngày yêu thương nhau hơn, đồng thời cũng xin chúc tỏ lòng nhân hậu mà giúp đỡ mọi gia đình trên thế giới. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng dâng lời khuyên xin. Xin cho hội thánh Chúa được ngày càng có nhiều gia đình Kitô hữu thánh thiện, biết sống hiệp nhất với nhau trong tình thương con cái Thiên Chúa, hầu rao truyền danh Chúa cho mọi người hiền lành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho các anh chị vừa liên kết với nhau qua bí tích hôn phối được ơn Chúa nâng đỡ, để các anh chị đủ can đảm chu toàn bổn phận làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, hầu giáo dục con cái nên người theo ý Chúa. Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời.
Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả bà con thân thuộc và những người đang hiện diện nơi đây, để họ tiếp tục nâng đỡ và dìu dắt những gia đình mới này ngày càng trưởng thành hơn. Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa. Nỗ lực sống bác ái yêu thương, hầu góp phần xây dựng nền hòa bình giữa các dân tộc ngày càng tốt đẹp hơn. Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con tình yêu, xin hãy giúp cho chúng con biết quý trọng tình yêu trong ý thức hôn nhân và gìn giữ tình yêu đó trong sạch theo luật hôn ước của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng nhà. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang lương lời Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Hát ca chính là.
Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hư. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Đức Kitô Chúa đã ký kết trao ước mới với dân Chúa, để nhân mà Chúa cứu chuộc nhờ bầu nhiệm chết và sống lại của Người sẽ được chung phần thần tinh với Người và đồng thừa tư vinh quang của Người trên trời. Qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho họ thấy Đức Kitô vì lòng từ ai vô biên đang quảng đại ban ơn sủng, để điều mà bí tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở cho chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thứ ngay sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà uống. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm lạy Chúa, xin như lên hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Aloysius chúng con, Đức Cha Phêrô, Đức Cha Mikae và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cùng nhớ đến các anh Phanxicô Xavier, Phan Minh Tuấn, Thomas Nguyễn Đức Anh và các chị Catalina Trần Thị Yên Vi và Maria Võ Thị Yên Nhi mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho các anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng như đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn tâm năng Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa cứ thế và theo thế Đức Người này, chúng ta dám nguyện. Kitô luôn được kết hợp trong tình yêu thương nhau. Lạy Cha chi thánh, Cha đã tạo dựng con người trong hình ảnh Cha, cho họ có nam có nữ để người nam và người nữ khi được liên kết một nơi thể xác cũng như trong tâm hồn biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian. Lạy Chúa, để mà khai trương tình yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng mà chiên tài giao ước Chúa đã đoái thương khi kết với dân Chúa, để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ, thì mầu nhiệm kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh được tỏ bày trong đời sống hôn nhân của các tín hữu. Chúng con này xin Chúa đoái thương và giơ tay trên các đôi tớ Chúa đây là anh Francisco Xavier Phan Minh Tuân, chị Catarina Trần Thị Yên Vi, anh Thomas Nguyễn Đức Anh và chị Maria Võ Thị Yên Nhi và tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho các anh chị biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa trong khi các anh chị cùng nhau chung sống bí tích vừa tứ hành, và khi bày tỏ cho nhau trong dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, anh chị trở nên y hợp tâm đầu. Lạy Chúa, xin cùng cho các anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình cho anh chị gây dựng, biết giao dục con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Xin Chúa đoái thương ban phúc lành của Chúa trên các nữ tỷ của Chúa đây là chị Catarina và chị Maria, để khi Chúa toàn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, các nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên giác linh thiêng mà làm đẹp gia phong. Lạy Chúa, xin cùng dùng phúc lành với trời mà chăm sóc các tôi tớ Chúa đây là anh Thomas và anh Francisco, để các anh biết Chúa toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung thủy và người cha cần mẫn. Lạy Cha chi thánh, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt Cha đang ao ước tiến lên bàn tiệc của Cha, ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa bỏ nơi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa,
chiêm kim chưa để đứng xoa tôi trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiêm thiên chúa. Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con lại xin Chúa cho sức mạnh của bí tích đã lãnh nhận được gia tăng nơi các tôi cơ Chúa đây, và xin cho mỗi người chúng con được hưởng hiệu quả của hiến lễ chúng con vừa dâng tiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cho các con được hưởng niềm vui của Ngài và ban phúc lành cho các con nơi con cái. Amen. Xin con một Thiên Chúa thương xót phù giúp các con khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Amen. Xin thánh thần của Thiên Chúa hằng tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng cha con. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lời song chúc anh chị em đi bình an. Amen.